Xin chào cô chú các chị đã quay trở lại với kênh của Phúc. Tiếp tục là thông tin vui về show diễn của Tuyết Nhung và Giác Long. Chỉ còn một ngày nữa là diễn ra show biểu diễn của Tuyết Nhung và Giác Long trong một cái chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Đây là một cái chương trình mà rất đông đảo bà con cô bác đến xem tại quán cà phê của Khương Dừa, Ngôi Sao Miệt Vườn. Đây là một chương trình rất gần gũi và rất là nhiều khán giả ngồi phía dưới, ca nghệ sĩ có thể đến bắt tay từng người. Bởi vậy, đây là một cái chương trình mà có thể nói rất nhiều bà con cô bác đến xem. Thì Tuyết Nhung cũng như Giác Long đã nhiều lần biểu diễn tại đây và bà con cô bác khán giả vô cùng yêu mến tiếng hát của Tuyết Nhung cũng như của Giác Long. Ngay cả Khương Dừa đã nhiều lần nhắc tới nhắc lui là tiếng hát của Tuyết Nhung giờ đây quá tuyệt vời, là một ngôi sao trẻ bolero và dân ca, nên Giác Long và Tuyết Nhung được Khương Dừa nhiều lần mời đến đây biểu diễn. Và mỗi lần như vậy thì Khương Dừa lại hẹn Tuyết Nhung cũng như Giác Long lần sau tiếp tục đến biểu diễn. Đó là một điều tuyệt vời. Bà con cô bác rất yêu mến tiếng hát của đôi bạn trẻ. Vì vậy, chỉ còn một ngày nữa, show diễn Ngôi Sao Miệt Vườn của Tuyết Nhung và Giác Long sẽ diễn ra tại quán cà phê của Khương Dừa. Thì mới đây, Giác Long cũng như Tuyết Nhung cũng đã bộc bạch lên tiếng về cái show biểu diễn này, mà cả nhà cũng đã thấy được gần đây nhất là hình ảnh của Tuyết Nhung và Giác Long khi mà cả hai đã hát song ca với nhau trong một cái ngày mà tất cả những người con, những người em, ca nghệ sĩ, học trò của ca sĩ Phi Nhung đều tụ họp về ngôi nhà của người để kỷ niệm cái ngày giỗ của người. Và tại đây mọi người cũng đã chắc chắn đã xem clip hình ảnh của rất là nhiều ca nghệ sĩ biểu diễn ở đây hát để cho ca sĩ Phi Nhung nghe. Và chúng ta thấy được cặp đôi Tuyết Nhung và Giác Long khi hát thì rất là nhiều khán giả xem live stream đã khen ngợi rất là nhiều. Vì vậy, tiếp tục là show biểu diễn tại Ngôi Sao Miệt Vườn thì hiện tại mọi người đang rất chờ đợi với phần trình diễn song ca của cặp đôi Công Chúa Bánh Mì và Hoàng Tử Bánh Bò. Thì mới đây, Hoàng Tử Bánh Bò Giác Long đã có bộc bạch về show biểu diễn này. Ngôi Sao Miệt Vườn 28 tháng 9 2024 vào lúc 19 giờ tối thứ bảy tại 113 Nguyễn Hữu Trí, phường Tân Túc, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Một chương trình ca nhạc rất hay và rất gần gũi với tất cả bà con của mình, của anh Khương Dừa. Hẹn gặp cả nhà mình nha, cả nhà ơi. Cảm ơn em Phạm Tuyết Nhung đã kết nối cho anh. Cả nhà mình cùng đặt chỗ theo số điện thoại của anh Bảo Bảo, đó là 0708387879. Xin lặp lại, mọi người có thể đặt mua vé qua số điện thoại của Bảo Bảo 0708387879. Quá tuyệt vời phải không cả nhà? Đây là một cái chương trình mà Giác Long vô cùng cảm ơn Tuyết Nhung. Giác Long thì hát ở đây chưa có nhiều bằng Tuyết Nhung. Ở đây thì khán giả bà con, đặc biệt là Khương Dừa, biết đến Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang rất là nhiều. Đây là lần đầu tiên mà Giác Long được biểu diễn ở đây. Phúc xin nhắc lại, đây là lần đầu tiên nha cả nhà. Ở đầu thì Phúc đã nói có biểu diễn rồi, có sự nhầm lẫn một chút xíu. Đó là lần này Giác Long được Tuyết Nhung
kết nối với anh Khương Dừa. Bởi vậy đây là một điều rất là tuyệt vời. Có thể nói là việc Giác Long biểu diễn ở đây qua bàn tay của em Phạm Tiến Dung thì Giác Long cũng đã gửi lời cảm ơn. Và trong cái chương trình này, Phúc cũng xin đọc một số tên ca nghệ sĩ để cô chú anh chị chúng ta có thể tiện theo dõi chương trình này. Đó là ca sĩ Tuyết Nhung, ca sĩ Giác Long, ca sĩ Chế Thanh, Khương Dừa, Duy Tài, Thúy Nga, Mai Sao, Quỳnh Giang Kha và Lê Chí Hiếu. Và chúng ta thấy được hình ảnh của cặp đôi Tuyết Nhung và Giác Long đứng cạnh với nhau. Đây là một cặp song ca mà mọi người đang rất chờ đợi, rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Hiện tại thì có một số cô chú anh chị đã gửi lời bình luận, đó là chúc mừng hai em luôn luôn tỏa sáng và được nhiều sự yêu thích của khán giả. Ước mơ đã thành hiện thực rồi, yêu mến hai con nhiều lắm. Ngày nào cô cũng nghe nhạc của hai con từ sáng đến tối trong điện thoại thay phiên. Cô chúc hai con được nhiều show, ngày nào cũng nghe hai con có show là ngày đó vui lắm. Cả nhà có thấy một cuộc khán giả là luôn xem Tuyết Nhung và Giác Long trên điện thoại và trên cả hai chiếc điện thoại, quá tuyệt vời phải không cả nhà? Chúc hai con luôn đồng hành trên khắp mọi sân khấu, hỗ trợ nhau trong sự nghiệp ca diễn và cùng nhau tỏa sáng. Và rất nhiều lời chúc mừng của cô chú chị khán giả tiếp tục gửi đến với Tuyết Nhung, Giác Long trong show biểu diễn Ngôi Sao Miệt Vườn vào tối thứ Bảy ngày 28 tháng 9 này. Thì Tuyết Nhung cũng đã có cái chia sẻ trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong ngày nhớ Nhung, tức là ngày giỗ của ca sĩ Phi Nhung, thì Tuyết Nhung cũng đã có những cái chia sẻ của mình. Đó là em ấy rất là nhiều cảm xúc, những cái cảm xúc không thể nào nói thành lời và diễn tả được hết. Vì Tuyết Nhung là một người ít thổ lộ tình cảm và thể hiện ra bên ngoài, thì Tuyết Nhung chia sẻ những cái cảm xúc có nhiều khi làm mọi cái chuyện nó bị sơ suất, thì mong mọi người hiểu và thông cảm cho Tuyết Nhung. Và Tuyết Nhung đã cảm ơn fan của mẹ là fan áo xanh đã luôn yêu thương mẹ Nhung và luôn giữ mãi màu áo xanh. Mọi người thật tuyệt vời. Chắc chắn ở nơi nào đó mẹ Phi Nhung sẽ rất vui, sẽ rất hãnh diện về fan áo xanh, cũng như hãnh diện về đàn gà con và học trò của người, phải không cả nhà? Thì Tuyết Nhung cũng đã thông báo tin vui mà thời gian vừa qua chắc chắn cô chú anh chị cũng đã được nghe, đó là Tuyết Nhung tiếp tục tham gia cái show Paris by Night. Lần này show Paris by Night 138 diễn ra ở trung tâm Thúy Nga. Đây là show kỷ niệm 30 năm ca hát của Hoài Linh. Thì Tuyết Nhung có thông báo như thế này: con muốn chia sẻ với cả nhà một niềm vui và danh dự khi con được góp mặt vào live show kỷ niệm 30 năm của bác Tư Hoài Linh vào cuối tháng 11 này. Con rất biết ơn và hạnh phúc khi được nhiều sự yêu thương của tất cả mọi người đã dành cho con. Phạm Tuyết Nhung, quá tuyệt vời phải không cả nhà? Xin chúc mừng Tuyết Nhung tiếp tục là show lần thứ tư của Paris by Night, cũng như là show biểu diễn vào ngày mai 28 tháng 9 của cặp đôi Tuyết Nhung Giác Long tại Ngôi Sao Miệt Vườn thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc, và đừng quên cho Phúc xin một like cũng như một đăng ký kênh nếu cô chú anh chị chưa đăng ký, và hãy ấn chuông
để nhận được những thông tin mới nhất từ Phúc An TV. Xin chào và hẹn gặp lại.